thì chúng ta sẽ cùng đến với rối cùng. Múa rối là nghệ thuật tạo hình không gian, biểu cảm thông qua ngôn ngữ hành động của con rối. Múa rối giống như âm nhạc, xiếc có đặc tính dân tộc và quốc tế, tồn tại dưới nhiều hình thức trình diễn như rối dây.